Trong ngày 1 tháng 9, thì các trại giam trên cả nước đều thực hiện đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện. Và ngày trở về với những người được đặc xá là niềm vui đoàn tụ, là vòng tay gia đình và là một trang mới để cho những người đã từng lầm lỡ làm lại cuộc đời. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại trại giam Ngọc Lý của tỉnh Bắc Giang. Tại hội trường lớn, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được công bố rõ ràng cho các phạm nhân toàn trại giam. Giấy chứng nhận đặc xá được trao tận tay lần lượt cho từng người. Căn cước công dân gắn chip cũng đã được Bộ Công an làm xong trước đó ít ngày để kịp trao ngay trong ngày hôm nay. Tôi rất là vui vì là cũng cảm thấy tự hào vì là tôi cũng may mắn là được đặc xá vào đúng cái dịp này và đây là cái lần đầu tiên mà được làm thẻ căn cước công dân tại trại giam. Khi trao cái quyết định giấy chứng nhận được đặc xá ra, chúng tôi sẽ tiếp tục là trao cái căn cước công dân cho họ luôn để cho họ thuận lợi trong cái quá trình khi tái hòa nhập cộng đồng và sinh hoạt trong cái cuộc sống hàng ngày. Những người đã nhận đủ giấy tờ và tư trang thì được trại giam sắp xếp lên chuyến xe điện như thế này để đưa ra khu vực cổng trại. Bỏ lại sau lưng những năm tháng nỗ lực cải tạo. Phía trước họ bây giờ là gia đình, là người thân, là tương lai. Thời khắc gặp mặt này đã được đo bằng nhiều năm, nhiều tháng nỗ lực cải tạo của những người được đặc xá năm nay. Rồi, chú hôm nay được tái sinh rồi. Đầu óc vẫn đẹp. Vâng, em. Đưa về nhà. Bao nhiêu người ở nhà đang mong? Nhà đang mong. Đang mong bao nhiêu người ở nhà? Thấy chưa? Mong đợi và có cả những giọt nước mắt cho niềm vui được đoàn tụ. Và mong ước cũng đơn giản là sự thiện lương như mọi gia đình. Để được đặc xá mà cũng đang về làm lại làm ăn nước tiền đấy thôi. Hai mẹ con thì cùng nhau về nhà cũng có gì ăn lấy thôi. Bây giờ có sức khỏe là tôi thấy có tất cả rồi. Ngày hôm nay đánh dấu một trang mới làm lại cuộc đời đã từng lầm lỡ. Sự bắt đầu hòa cùng niềm vui chung nhân ngày quốc khánh.